Cái nào trong video kia? Gì? Yeah. Đây này. Đứa nào trên TV này. Này. Xìa. Nhìn nữa. Đây. Đấy, đứa nào đấy. Đứa nào đấy. Không, ngồi im đấy, ngồi im đấy thôi. Ngồi im. Đứa nào đấy. quay nghịch tí. Đứa nào đấy? Nào Si kìa. Úi giời ơi, chạm ngay vào cái chống lóa của anh rồi. Về mở cho Si xem nhá, cho Si tự xem Si nhá. Vẫn thích quay nữa hả? Thôi, ít quay gì lắm. Đây, selfie kiểu gì selfie đi. Nào, ngậm mồm nào. Ngậm mồm thế nào? Nhìn ở trong video là không nhận ra Si nữa rồi đấy. Si phải ngậm cái mồm mà đi xem nào. Nào, nghiêm túc ngậm mồm và xem là cái độ xinh gái nó đến mức nào này. Nào. Gần quá không nhìn được. Ôi, gần quá không nhìn được. Đây là chó rốt chứ không phải chó mét dê.
Trẻ con thì rất là thích chó, người lớn thì sợ chó cắn. Đây, chúng ta đi về đi xin đi. Đây, đứng lên. Chưa đã hả? Selfie chưa đã. Lại xuống selfie tiếp. Nhưng phải ngậm mồm vào thì mới sinh được. Ngậm mồm vào. Nào. Đứa nào ở trong đây? Đứa nào ở đây mà Si còn định liếm hả? À? Si có bị hấp không? Là Si chứ còn là đứa nào nữa? Nhìn thấy không? Đây. Bay đi đâu rồi, nó bay đấy này, nhìn thấy không? Hay là chê nó không sinh bằng gì? Hả? Chê nó không sinh gái bằng hả? Có bảo không? Ừ. Thôi đi, đi đi, chúng ta đi. Ngậm mồm phát ra này, ngậm mồm. Lóa, ảnh nó lóa nhỉ. Ừ. Rồi. Thế muốn ở gần nhau như là con Siro hả? Nào sát vào để làm kiểu ánh thí nghiệm này. Nào, sát vào. Si. Sát vào người anh xem nào. Nào. Được chưa? Đẹp chưa? Chứ. Đã xong đâu. Ngồi xuống. Thôi, liếm còn nói nào. Liếm anh ở trong video làm gì? Nào, làm kiểu nào, selfie, ngồi xuống. Nào, Si. Máy đâu? Rồi, thò cái mặt lên một tí nào, ngậm mồm. Si. Nhìn như thế nào đây hả? Vậy. Đẹp chưa? Thôi, em mới nhận làm em rồi đấy. Đi thôi, đi thẳng. Đi thẳng, đi thẳng. Uống nước xuống. Đây. Làm quen với nhau thôi nhá. Không bắt nạt chúng nó. Không. Chúng nó tự nó có ngôn ngữ của nhau.
nó con chỉ sợ là con bé nó lành hành nó dọa con to thì con to nó không nhường nữa. Còn nếu mà không thì con to nó không cắn con nhỏ. Đi thẳng đi, thẳng đi. Đúng rồi. Kia có bạn đực, bạn bé, bạn đang gọi đực. Hôm nay nó lại không phi ra, hay là nó bị xích nhỉ? Hôm trước dắt con Teddy đi ra đây là nó phi ra đấy. Tí nữa bụp nhau đấy. Thôi. Đi thẳng. Nào, Si từ từ đã, dừng lại tí đã này. Nào. Ngắm đường phố đi, ngắm hồ đi tí đi. Lại xuống nghịch nước làm gì? Không, không phi xuống đâu. Gất bụng thì được. Hôm nay không xuống được, để hôm khác.